Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Hot Suki Sugar ABS 2008 chính thức trình làng, chốt mức giá kỳ sốt. Hiện chỉ có cái chiếc Suki Sugar ABS 2008 và Honda CB Hornet 160R được trang bị ABS trong một cúp xe nước bài phần khói nhỏ. Suki Ấn Độ vừa phát đi thông báo về việc ra mắt phiên bản 2008 của cái mẫu nước bài Suki Sugar với tùy chọn màu sắc mới và hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Theo đó, cái chiếc Suki Sugar 2008 ABS sẽ có mức giá bán 87.250 rupee, tương đương rơi vào khoảng là 29.500.000 đồng, bao gồm 3 màu tùy chọn là xanh đen, đỏ bạc và đen bóng. Mức giá này của phiên bản ABS thì cao hơn 6.300 rupee so với phiên bản tiêu chuẩn không có phanh ABS. Và ở cái phiên bản 2018 lần này, Suki Sugar không có gì thay đổi về thiết kế lẫn trang bị so với phiên bản 2017. Xe vẫn mang một kiểu dáng nước bài với thiết kế đèn pha đơn kích thước lớn, đuôi xe thiết kế mềm mại với đèn phanh ứng dụng công nghệ LED. Đồng hồ của xe là loại kỹ thuật số. Hệ thống treo trên xe bao gồm cặp phuộc ống lồng 41mm ở phía trước và cái giảm sóc lò xo trụ đơn đặt ở phía sau. Vành bánh xe là loại vành hợp kim đúc với kích thước 17 inch. Cái chiếc Sugar ABS 2008 vẫn được trang bị phanh đĩa trên cả hai kênh. Và phiên bản cao cấp sẽ có thêm trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở phía trước. Còn về phần động cơ của chiếc Sugar 2008 ABS vẫn là có động cơ xăng đường với dung tích 155cc, làm mát bằng gió, sinh ra công suất 14,8 lực tại vòng tua máy 8.000 phút. Và cùng với moment start cực đại 14 Nm tại vòng tua máy 6.000 phút. Xe được trang bị hộp số là 5 cấp, hệ thống nhông xích truyền sức mạnh đến cái động cơ đến mới sau. Và trên thị trường Ấn Độ hiện nay, ngoài cái mẫu Honda CB Hornet 160R thì chưa có đối thủ nào của chiếc Suki Sugar 2008 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Có lẽ chỉ một thời gian nữa, Passat và Yamaha sẽ lượt trang bị những tính năng an toàn này cho hai mẫu xe chiến lược phân khối nhỏ là Busa NS 160 và cái chiếc SS 2008. Pha lột xác ngoạn ngục của Baker Thái biến hình cái chiếc Kawasaki Z1000 thành ZX10R cực chất. Kawasaki Z1000 không còn xa lạ đối với những tín đồ mời phần lớn bởi thiết kế hầm hố Tsukumi Nhật Bản. Sức mạnh tương đối trong phần cúp lớn qua một bay cơ người Thái, con chiến mã Z1000 một lần nữa được lột xác sự cũ kỹ và thay vào đó là hình dáng thuần sport bay của một người anh em ZX10R. Và hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng chung nhang bản đồ này nhé. Thoáng nhìn qua khó có thể nhận đây là phiên bản của Z1000 thế hệ 2004. Tuy nhiên nếu zoom kỹ ở dàn chân và khung xe, bình xăng, đèn hậu thì dễ dàng nhận ra. Phần đầu thay đổi toàn diện với bộ fairing hoàn toàn từ cái chiếc ZX10R với cái đèn pha đôi và khe hốc chó lớn trung tâm. Tuy nhiên bên trong cái chó đèn được sửa đổi cái đèn Rosenthal cho ánh sáng tốt hơn. Trang bị kính chắn gió Zero Gravity tăng thêm độ hầm hố, cản sức ép cho người lái. Và cái bản độ sử dụng cái cụm phanh của Rainbow ACS, cái cụm con CIGCB cải thiện hiệu quả phanh và ngắt con được chân chu hơn. Trung tâm tay lái được cải thiện hành trình gốc lái và ổn định hơn nhờ vào cho trung tâm Hollin. Bình dầu Allen cũng góp mặt làm đẹp cho cái phần ghi đầu lái. Cái bộ đuôi xe vẫn giữ nguyên thiết kế của Z1000 thế hệ 2004. Cái dàn chân tiêu chuẩn được sửa đổi với phanh của Rainbow M4 tăng thêm hiệu suất phanh đáng kể. Vẫn giữ nguyên có động cơ Z1000, hai bên ốp là bộ kit của CNC sát cạnh. Cái bộ cụm phanh sau của Rainbow Blitz đi kèm phát nhôm CNC nhuộm đen, mang đậm phong cách MotoGP. Thay đổi cuối cùng dành cho bản độ này đến từ ống xả Austin Racing full cái cổ tin nhùm nổi bật. Z1000 độ chán cùng với chủ xe chịu chơi. Cảm ơn bạn đã theo dõi này hay là kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.